giờ đừng gọi em nữa. Không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại yêu anh. À, cảm xúc ngày xưa của mình là gì? Hồi hộp quá, không biết có lộ ra là mình thích ảnh không nữa. Ước gì ảnh cũng có cảm tình với mình. Giờ điều ước đó chẳng phải đã thành sự thật rồi hả? Sao mình lại khó khăn với anh như vậy? Em hết giận anh rồi. Ừ, em hết giận rồi, em muốn cùng chia với anh. Ê, từ từ hôn nặng quá. Khi bạn giận người yêu tới mức muốn nói gì đó khiến họ tổn thương, hãy chậm lại một chút, cố nhớ về ngày xưa bạn đã từng mong hai đứa hạnh phúc như thế nào. Liệu bây giờ mọi thứ có đang đi đúng hướng không? Điều này sẽ không khiến bạn hết giận ngay, nhưng chắc chắn sẽ ngăn cản bạn làm những điều đáng hối hận. Khi đã bình tĩnh hơn rồi, bạn hãy thử cảm nhận xem liệu mình có thấy hơi nhớ họ không? Nếu có, hãy thử một lần tìm đến họ trước để hàn gắn nha. Sau cãi nhau thì tình cảm của cả hai sẽ dâng trào như là lúc mới yêu vậy đó. Giống như ông Lép kìa, thấy TV cho ổng mừng rơn. Dở hả dở? Dở đây lên. Wow, nhà anh có sẵn trái cây luôn hả? Bà đúng ý em. Ừ. Biết không, nãy anh thấy em ngoài cửa, anh bé khóc. Làm lành anh bất ngờ quá hả? Thôi sợ mất em. Five minutes later. Đi dạo trong rừng với anh không? Nói gì vậy? Mới giận sao còn gây sự nữa hả? Đây, biểu diễn. Ngồi đây nha. Ừ. Xong mà đủ rồi nè. Đồng ý luôn. Xong rồi ngay nè. Đó. Giờ đi vô rừng mà chơi. Ghê không? Ghê không? Ui. Được không? Ui. Đúng, đi rồi nè. Gì vậy? Đó, nhập số điện thoại. Nhập. Một quay may mắn hả? Một quay may mắn. Gì vậy? Sao? Gì vậy? Đi cái khác đi anh, đi cái khác. Đi khác, đi cái khác thôi. Cái này là do em rồi. Em sau này thích cái rooftop vậy không? Anh xây em cái rooftop vậy. Thích chứ. Vậy em thích anh hơn. Sao em đi ngọt ngào vậy?